Vâng, nhà đất Tất Chiến xin kính chào quý anh chị nha. Hôm nay gửi đến quý anh chị một siêu phẩm giá rất là rẻ và diện tích căn nhà hôm nay cũng rất là lớn luôn quý anh chị. Căn nhà một trệt hai lầu, có khuôn viên rất là rộng luôn quý anh chị ha. Căn nhà hôm nay thì phù hợp với quý anh chị nào chúng ta cần một cơ ngơi để chúng ta nghỉ dưỡng. Vị trí căn nhà hôm nay nằm trung tâm quận Liên Chiểu, phường Hòa Minh, nằm khu dân cư đường Tô Hiệu nha quý anh chị. Đây là căn nhà mới hoàn thiện xong, nằm trên con đường Kiệt 2,5 m, cách đường chính đường Tô Hiệu chỉ 70m thôi quý anh chị ha. Căn nhà hôm nay diện tích rất là lớn, có khoảng sân rất là tuyệt vời cho chúng ta trồng cây cũng như là sinh hoạt. Với diện tích đất lên đến là 150m², diện tích trong sổ là 122m quý vị, diện tích sử dụng riêng thì 150m, đặc biệt là phía sau chúng ta có thể sử dụng thêm 200m nữa. Căn nhà hôm nay diện tích sử dụng rất là lớn ha, và mẫu mã mới của năm 2023, căn nhà hiện đại full nội thất vào ở ngay. Căn nhà hôm nay chúng ta chỉ cần có 1 tỷ đồng chúng ta có thể vào ở ngay nha quý anh chị. Đây, căn nhà quý anh chị thấy rất là rộng nha. Diện tích đất là 150m², diện tích xây dựng của chúng ta là 60m², tổng diện tích sàn của chúng ta là 150m². Chúng ta có 3 phòng ngủ, 3 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ và sân phơi. Căn nhà hôm nay thì quý anh chị chỉ cần có 1 tỷ thôi, chúng ta dọn vào ở ngay. Nhà rất là đẹp, mới 100%. Tất Chiến đang đứng tại khu vực không gian tầng trệt của ngôi nhà. Không gian tầng trệt chúng ta có khu vực bàn ghế sofa cũng như là kệ tivi. Căn nhà chỉ thiếu mỗi tivi và tủ lạnh thôi quý anh chị ha. Còn lại quý anh chị chúng ta xách vali, xách quần áo vào ở thôi. Giá bán căn nhà hôm nay rất là tốt luôn ha. Thiết kế mẫu mã mới, hiện đại. Quý anh chị nào chúng ta chỉ cần có 1 tỷ đồng, chúng ta có thể sở hữu căn nhà này. Căn nhà nằm hướng ở Tây Nam nha quý anh chị ha. Đây là khu vực không gian bếp. Không gian bếp chúng ta đã có sẵn tủ bếp như là bộ bàn ăn 6 ghế quý anh chị. Căn nhà hôm nay thì với giá bán đang rất là tốt. Anh chị nhớ đón xem hết video để chúng ta biết được giá chính xác căn nhà hôm nay nha quý anh chị. Một căn nhà tuyệt vời, diện tích rất là rộng. Anh chị nào mà cần một khu vực cơ ngơi để chúng ta nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng thì có thể tham khảo ngay căn nhà hôm nay, với vị trí sân vườn cũng như là những khoảng không gian giúp chúng ta thư giãn. Với diện tích đất lên đến là 150m² nha quý anh chị. Phía bên này chúng ta có khu vực nhà kho, cũng như là tiếp phía sau chúng ta sẽ có một mảnh đất 200m² đang để trống, chúng ta có thể trồng cây làm vườn vô tư nha quý anh chị ha. Đây, phía sau này chúng ta có thể tùy ý sử dụng lô đất 200m² phía sau này luôn. Vì hiện tại chủ không có sử dụng đến cho nên là chúng ta có thể canh tác làm vườn ở đây ha. Đây là một căn nhà mới 100%, mới được xây dựng xong. Căn nhà quá là hoàn hảo và giá bán cũng đang khá là tốt luôn. Với một không gian diện tích căn nhà 150m², diện tích xây dựng là 50m², căn nhà hôm nay nằm hướng Tây Nam, hướng Tây Nam nha quý anh chị ha. Và giá bán căn nhà hôm nay chính xác là hơn 3 tỷ đồng thôi quý anh chị. Giá bán chính xác của căn nhà hôm nay chỉ hơn 3 tỷ đồng một chút. Anh chị chúng ta chỉ cần trả trước 1 tỷ thôi, chúng ta sẽ vào căn nhà ở ngay luôn.
Còn lại Bên Tư Chiến sẽ hỗ trợ quý anh chị vay ngân hàng với lãi suất khá là tốt hiện nay. Một căn nhà 3 phòng ngủ, 3 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi và sân vườn khá là rộng. Đây là khu vực không gian phòng ngủ đầu tiên. Căn nhà này thì mọi ngõ ngách chúng ta đều có không gian ánh sáng cũng như là cửa sổ lấy gió rất là tốt. Phòng ngủ chúng ta trang bị đầy đủ rồi quý anh chị ha, giường tủ chăn ga gối đệm, tổng cộng 3 phòng ngủ quý anh chị ha. Căn nhà xây dựng thiết kế mê liệt. Đây là không gian phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ phía trước mặt tiền. Vâng, quý anh chị đang xem video review trực tiếp căn nhà hôm nay. Căn nhà giá bán rất là tốt, nằm tại khu vực khu Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Căn nhà vị trí nằm cách biển 2 km thưa quý anh chị, cách biển chỉ 2 km thôi. Một căn nhà với diện tích khá là rộng, giá bán khá là tốt. Quý anh chị thấy video hay, hữu ích thì hãy để lại một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Tư Chiến nha. Căn nhà xây dựng mới hoàn toàn nha quý anh chị, với giá bán là chỉ hơn 3 tỷ đồng một chút. Anh chị có nhu cầu hãy liên hệ Tư Chiến để sở hữu căn nhà hôm nay. Pháp lý đầy đủ rồi quý anh chị ha, sổ hồng sẵn sàng giao dịch luôn cho quý anh chị. Khu vực không gian cầu thang chúng ta thiết kế với cầu thang cấp giấy khá là đẹp luôn, tay cầm của công xe cũng như là gắn cảm kính cường lực. Căn nhà khá là thoáng, ánh sáng rất là nhiều, tạo sinh khí cho ngôi nhà rất là tốt ha. Căn nhà chúng ta chỉ có 3 phòng ngủ, 3 toilet. Đây là phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ thứ ba phía trên. Phòng ngủ thứ ba chúng ta chưa có nội thất nha quý anh chị. Vâng, anh chị nào chúng ta chỉ cần có tầm tài chính tầm 1 tỷ thôi, chúng ta sẽ hữu căn nhà hôm nay. Bên Tư Chiến sẽ hỗ trợ quý anh chị thương lượng đàm phán với chính chủ cũng như là hỗ trợ quý anh chị vay ngân hàng với lãi suất ra rất là tốt hiện nay. Vâng, quý anh chị có nhu cầu hãy liên hệ Tư Chiến để chúng tôi dắt anh chị xem căn nhà này nha. Một không gian rất là thoáng đãng cho quý anh chị nào mà chúng ta thích sở hữu cái vị trí đất rộng như thế này. Vâng, xin kính chào quý và hẹn gặp lại quý anh chị những video lần sau nha.